sao mình đi ra đường không đeo khẩu trang? Khẩu trang gì đâu? Trang chị có đeo trên miệng hay không? Ủa anh ơi, sao là sao anh? Chị bước xuống xe, tao máy xe đi. Chị qua phường luôn. Ốc thì văn tuấn Nguyễn Thọc gọi công an phường Tôn Lập. Hỏi giấy tờ kiểm tra đi chị. Chị ơi, bây giờ chị có biết dịch bệnh như thế nào không? Anh ơi, em có nói với anh là đi mua đồ. Hả? Chị ngày nào chị cũng vô đi nghe đó. Đi mua đồ chứ. Nhưng mà tao quy định là mình phải đeo khẩu trang. Rồi đó có hiểu của chị đâu. Công lạnh ra hội chị biết gì mà chị em người sống. Chị sống ở đâu mà ra đường không đeo khẩu trang. Mình ra đường mình phải đội nó có hiểm, chạy xe mình phải đội nó có hiểm. Chị hỏi chạy xe nó. Rồi, chị lấy giấy tờ lên kiểm tra đi chị. Nó nói em. Chị. Rồi, chị. Mình là mẹ của cháu hả? Ờ, sao anh? Mình phải làm gương với cháu lỡ. Ờ, anh ơi, em nói anh. Cái này là bảo vệ vừa cho chị mà vừa. Nói với anh ở đây rồi bây giờ mua đồ mà đi chỗ nào. Cái chuyện đội nón là bảo vệ cho chị với đời cho cháu. Thứ nhất, thứ hai là cái bây giờ mình phải đeo khẩu trang vô. Ở đường này là đường, không có cần phải đội nón bảo hiểm. Đây là trong thành phố chứ không phải ở ngoài thành. Khi chị lưu thông cái đó chị suy nghĩ trên đường chỉ đi có đi luôn chứ không phải là mình đi ra những cái nơi vậy. Em hỏi nàng coi sao chị không đeo khẩu trang. Khẩu trang ở đây nè nhưng mà nó cảm thấy sao không đeo chỉ là không đeo hay là đeo vô chị cảm thấy nó khó chịu. Đúng rồi, em cảm giác em khó chịu nhưng mà cái đó là ý thức cộng đồng, chị bảo vệ cho cộng đồng chứ lỡ chị lây lan dịch bệnh cho cộng đồng rồi sao? Cộng đồng nhưng mà em cảm thấy em ngợp thì anh có cảm thấy sao? Là chị đi ra đường chứ đúng, em cảm thấy em đem rồi nó lây virus cho chị lây cho về đây lây cho cháu rồi sao đúng không? Giờ có virus đâu. Sao chị biết không có? Nếu mà từ trước giờ có thì đã có từ lâu rồi mà đã có. Nè, chị coi nè. Không có gì đi. Có hiểu mà có gì em đeo, em cảm nhận em thấy em ngợp. Thì em đeo không có được. Còn anh đeo, anh cảm thấy em đeo mà anh không ngợp, anh cứ đeo. Thôi, đừng phải nói. Để tôi xem ra tụi xử lý.